thật là vòng này chọn bài cho cháu rất là khó. Tuy nhiên thì chú cũng đã nghĩ ra được một bài, đấy là bài Người Anh Yêu Mãi. Người Em Yêu Mãi ạ? À quên, Người Em Yêu Mãi. Đêm chung kết rồi thì chú nghĩ rằng cần phải có một cái bài mà có thể đóng dấu những cái chặng đường vừa rồi của cháu. Cháu thấy là bài đấy cũng là một chất mà hợp với cháu. Cháu sẽ xử lý để cho nó sẽ đúng với tuổi hơn. Chú sẽ chuyển nó thành nhạc jazz, một cái bản nhạc jazz. Ừ. Đánh acoustic thôi. Dạ vâng. Rất là lặng để cháu có thể thể hiện tất cả những cái kỹ thuật của cháu. Dạ. Nhưng mà nó sẽ là một cái thử thách lớn nhất của cháu từ trước tới nay, tại vì hát acoustic là không hề dễ. Cháu đã từng hát nhạc jazz bao giờ chưa? Cháu cũng thích nhưng mà cháu chưa hát jazz nặng bao giờ, mà chỉ hát hơi pha pha một chút ạ. Thì có lẽ là cháu sẽ nghe thêm để tham khảo những cái bài mà một dạng đó để cho cháu xử lý bài cho nó ra. Cháu phải kết hợp luôn cả cái ngôn ngữ hình thể lẫn cái giọng hát của mình thì lúc đấy cái hiệu quả của sân khấu nó mới tốt hơn. Dạ. Nhá. Dạ vâng. Cháu thử sẽ thử đợt này xem nhảy khác với mọi ngày xem như là nhảy kiểu Yasu style. Nếu mà không nhảy được. Dạ vâng. Cháu về cháu sẽ tập trước gương để giải phóng được cái hình thể và nhất là hợp với jazz. Chúc cháu may mắn nha. Dạ vâng. Đến từ đất nước Úc. Thank you.
Tôi không nghĩ là một cái bài hát nhạc gia, nhưng mà em lại thể hiện theo cái cách của em. Cái mà tôi đánh giá cao nhất ý, là cái sự trong sáng, nó đúng với lứa tuổi của em, nó không sướt mướt, nó gì đấy rất là man mát, nó rất là nhí nhảnh. Và cái điều đấy tôi nghĩ là em đã ghi cái dấu ấn trong một cái bài hát mà cho dù đã có người hát trước đây. Đấy là sự thành công của em, và tôi đánh giá cái sự thông minh cũng như là cách xử lý của em rất là cao trong bài hát này. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi nghĩ là anh Huy Tuấn cũng hơi liều mạng khi chọn cái bài hát này. Thật sự nó rất là khó hát và cũng không hề dễ nghe, nhưng mà nó rất là may mắn là nó phù hợp với em. Nhưng mà tôi nghĩ còn một cái điều may mắn hơn là tôi được ngồi ở đây để nghe em hát bài này. Và Việt Nam Idol có em. Chúc mừng. Chị không tin được là em có thể xử lý một bài hát thông minh đến như vậy. Những cái bài chị rất là thấy em ít sử dụng những cái giọng, những cái nốt mà thể hiện bằng giọng bạch thanh đó. Nhưng mà trong cái bài này em lại sử dụng cái đó. Em không là dùng quá về kỹ thuật, nhưng mà em biết cách để đưa những cái kỹ thuật vào đúng chỗ. Cái điều đó làm cho người nghe cảm giác rất là dễ chịu và không cảm thấy, khi mà chị ngồi nghe em hát thì sao tôi cảm thấy thoải mái lắm, cảm thấy là muốn nghe hoài không dừng lại được nữa. Ấy vậy mà ông đã dừng lại mất rồi, làm chị tỉnh lại. Ôi, chị rất là cảm ơn em. Cảm ơn em. Yeah, okay.